xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của máy Của hà nội thì hôm nay mình sẽ lên video về top 3 chiếc mảnh chụp chân dung cho người mới đầu tiên là chiếc mảnh có giá tốt nhất đó là chiếc canon 60d này một chiếc mảnh huyền thoại ra mắt khá là lâu rồi nhưng mà cái chất lượng của nó thì vẫn còn đáp ứng được cho cái nhu cầu mới chụp chân dung của chúng ta thì mình sẽ nói qua một chút về chiếc 60d này đầu tiên thì nó là một chiếc ảnh crop có cảm biến là 18 megapixel thì cái chất lượng ảnh của nó vẫn rất là tốt nhá nó chỉ gọi là thua những chiếc máy ảnh full frame hay là những chiếc máy ảnh mới ra mà có độ phân giải cao hơn thôi. chứ thật ra là so với điện thoại hay là những chiếc máy ảnh dòng compact ấy, thì 60D vẫn rất là tốt nhá. cái thứ hai là nó có cái màn hình xoay lật này, cái màn hình xoay lật này cực kỳ tiện để chúng ta mới đầu chụp ảnh ấy. các bạn muốn chụp những cái góc mà nó sáng tạo một chút thì dùng cái màn hình này nó rất là tiện này. ngoài ra thì màn hình này nó giúp chúng ta quay phim được luôn. các bạn chỉ cần đặt như này thì chúng ta có thể nhìn được mình ở trong cái màn hình này. một cái hay nữa của chiếc 60D cho người mới là gì đó chính là cái vòng chế độ nó có rất là nhiều chế độ cho người mới ví dụ như chụp chân dung thì các bạn chỉ cần xoay về hình người, chụp phong cảnh thì xoay về đồi núi này thôi. Chụp thể thao thì có thể xoay về hình người đang chạy này. Đấy là cái hay của những chiếc ảnh entry level nó hướng tới cho những người mới chơi vì như vậy. Mặc dù ra mắt khá là lâu rồi nhưng mà nó vẫn có cái thiết kế của dòng hai số, một cái thiết kế rất là bền bỉ, chắc chắn đi cùng với nó là cái thời lượng sử dụng pin của nó ấy, thì rất là tốt khoảng độ chụp được khoảng độ một cá sót gì đấy 900 một cá sót gì đấy mình không nhớ chính xác lắm có thể giúp chúng ta chụp cả ngày được luôn tuy nhiên thì nhược điểm của nó là gì nhược điểm của nó là nó ra mắt khá là lâu rồi nên là cái chiếc máy này thì sẽ không có nhiều công nghệ nhá cái số điểm lấy nét của nó thì cũng khá là hạn chế thôi hình như là chỉ có 9 điểm lấy nét thôi rồi chiếc mảnh thứ hai là chiếc mảnh mà mình nghĩ là nó khắc phục khá là nhiều những cái điểm yếu ở trên 60D đó là chiếc 6D Chiếc 6D này thì nó là một chiếc full frame huyền thoại của Canon rồi Thì ở thời điểm hiện tại thì chiếc 6D này đã có giá rất là tốt rồi Thì điểm qua một chút thì chiếc máy 6D lợi thế lớn nhất của nó là nó có cảm biến full frame 20 megapixel Cho chất lượng ảnh rất tốt Cái thứ hai là cái khả năng chụp thiếu sáng của nó ở mức ISO cao ấy Thì nó cũng cực kỳ tốt luôn Đó là hai cái điểm mà mình đánh giá cực kỳ cao ở trên chiếc 6D này Ngoài ra thì những cái điểm khác thì nó khá là tương tự những chiếc 60D là nó ra đời khá là lâu rồi nên là nó không có nhiều công nghệ Không có màn hình xoay lật cảm ứng này Mặc dù có khả năng quay Full HD nhưng mà mình không đánh giá cao lắm về cái màn hình đi liền này Cái thứ hai là số điểm lấy nét thì cũng khá là hạn chế, nó chỉ có 11 điểm lấy nét thôi Nhưng mà nếu như bạn nào thực dụng mà chỉ cần cái chất lượng ảnh tốt thôi ấy, thì chiếc 6D này lại là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời Rồi chiếc mảnh thứ ba ở trong video này là chiếc mảnh Canon 77D cái chiếc 77D này theo đánh giá cá nhân của mình thì mình đánh giá cực kỳ tốt. Nó được kết hợp từ dòng 3 số cũng như là hai số của Canon. Ví dụ như là nó nhỏ gọn như dòng 3 số ấy mà vẫn cho ra cái chất lượng ảnh rất là tốt, tốc độ lấy nét tốt từ dòng hai số. Số lượng điểm lấy nét thì cũng rất là nhiều. Nó vượt trội hoàn toàn so với cả chiếc 6D hay chiếc 60D. Chính vì chiếc máy này nó mới được ra mắt, thực ra là mới so với cả hai chiếc này thôi nhá. Chứ nó không phải là quá là mới gần đây đó. Thế nên là nó được trang bị rất là nhiều công nghệ Thứ nhất là cái màn hình của nó không chỉ là màn hình xoay lật nữa mà nó còn có màn hình cảm ứng Lấy nét cũng như là chụp được trên chiếc màn hình này được luôn Cực kỳ tiện và dễ sử dụng Cái thứ hai là nó rất là nhỏ gọn nhé Cầm nắm các thứ trong thời gian dài thì rất là dễ dàng Cái thứ ba như mình đã nói là cái tốc độ bắt nét cũng như là cái số điểm lấy nét của chiếc máy này thì rất là nhiều Tốc độ bắt nét thì cũng rất là nhanh ở những chiếc mảnh đời mới này thì mình thấy có một cái rất là hay đó chính là khả năng check tinh theo khuôn mặt ấy. thì giúp ảnh của chúng ta khi mà chụp ấy thì nó rất khó bị ao nét nó sẽ lấy nét vào khuôn mặt của người mẫu ấy đấy một cái tính năng cực kỳ tiện lợi khi mà chúng ta chụp ảnh chân dung theo đánh giá của mình thì đây là một chiếc ảnh khá là toàn diện duy chỉ có cái mà các bạn thực dụng mà thật sự cần cái chất lượng ảnh full frame ấy thì chiếc máy này thì nó không đáp ứng được đó chỉ vậy thôi còn lại thì với cảm biến crop độ phân giải là 24 megapixel ấy thì mình nghĩ là chất lượng ảnh của nó vẫn rất 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 là tốt rồi Ok vừa rồi là top 3 chiếc ảnh mà mình nghĩ là phù hợp cho những bạn mới chơi thích thể loại chụp ảnh chân dung thì nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi nào hay là có chiếc ảnh nào nó phù hợp hơn thì có thể để lại ở dưới phần bình luận nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo